cũng như là cái giới hạn vận động
bất xuất giác của bệnh nhân để nhờ người hỗ trợ tiếp tục. À, nếu mình thấy bệnh viện chỗ bé quá thì mình có thể nhờ người hỗ trợ tiếp tục ha, để đảm bảo cho bệnh nhân của mình được an toàn ha. Thầy dụng cụ tùy vào cái nhận định ban đầu mà thầy chuẩn bị dụng cụ có phù hợp: băng ca, cát kim, xe lăn. Và ở đây có băng trượt, chúng ta trong trường hợp cho biết bệnh nhân từ người sang băng ca có gì băng trượt gói mời để bệnh nhân của mình đi máy chúng ta ha. Về các phương pháp vận chuyển bệnh nhân, cô sẽ nói trong cái phần đoạn của mình là giúp bệnh nhân ngồi dậy từ phía sau ha, đỡ bệnh nhân đứng dậy. Rồi chiều bệnh nhân đi, cho trường hợp bệnh nhân tập đi ha, ví dụ như sau mỗi tổ bệnh nhân sẽ tập đi để tránh mắc một cái trường, thì đầu tiên mình phải hướng dẫn cho người ta, chứ người già bây giờ ta làm ăn quá không được, ngay cả bỏ quá cũng được, cho nên phải hướng dẫn như thế nào. Rồi di chuyển bệnh nhân từ giường ghế ngồi á hoặc là xuống xe lăn để đi chụp cái ra đi đó ha, gì không? Cái này có thể tạo một điều kiện